Theo dõi trận đấu muộn nhất trong khuôn khổ vòng đấu thứ 6 của giải bóng đá vô địch quốc gia World Cup 2047-2019. Trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội gặp Hải Phòng. Thành tích ghi bàn của Jose Mbappe vào lúc này là 2 bàn. Và chuyển bóng khá hay. Oma và Doãn Ngọc Tân. Đã có lỗi của Doãn Ngọc Tân. Thái Quý. Quá hay. Thêm một tiếng dứt điểm nữa, không vào. Đó là một pha bóng lăn xả của các hậu vệ Hải Phòng. Vẫn đang là Hùng Dũng. Oma rất hay. Cơ hội dành cho trung vệ Thái Quý, không vào. Môn Văn Toàn đang chứng minh tại sao anh đang là người được coi là sự lựa chọn số 1 cho khung thành của câu lạc bộ Hải Phòng. Của người mà mới cách đây một năm cũng không nghĩ sẽ có mặt trong đội tuyển bộ đội bóng chuyên nghiệp. Chúng ta vừa được xem lại pha phối hợp giữa Oma và Trương Văn Thái Quý. Khá nguy hiểm. Bóng đi thẳng về khung thành của đội khách. Sẽ có thêm một quả đá phạt góc nữa. Đây là phút thứ 15 hiệp 1 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội gặp câu lạc bộ Hải Phòng. Bóng vào ở tầm thấp. Bóng đã không thể tới được một vị trí mà Oma có thể dứt điểm. Thái Quý. Mbappe. Bóng hơi chuyện một chút nhưng sẽ có cơ hội dành cho đội bóng, không vào. Không phải là một đường truyền dành cho Fagan ở vị trí thuận lợi. Và đó là sự quyết đoán của Đình Bảo. Quyết định tung ra một cú sút ngay. Đình Bảo và Jose Mbappe vừa phối hợp với nhau. Những bước chạy và tình huống dứt điểm một chạm của Đình Bảo. Đó là thời điểm mà ở bên cánh đối diện Fagan đã di chuyển có thể nói là khá thoáng. Những tiền vệ của câu lạc bộ Hải Phòng đã quyết định tung ra một pha xử lý quyết đoán. Oma. Một tấn công mà các cầu thủ chủ nhà đang có được khoảng trống. Thành Lương. Vẫn đang là Thành Lương. Có thể dứt điểm. Như vậy là bóng đã chạm tay của bộ đội Hải Phòng và sẽ có một quả đá phạt 11m. Ta sẽ cùng xem lại tình này. Chính xác đó là một quả đá phạt 11m, nó diễn ra ngay trước mắt của trọng tài Ngô Duy Lân. Mbappe Oma và Văn Toàn. Oma không vào. Đó là sự xuất sắc của Văn Toàn và chắc chắn là anh đang ghi điểm trong đôi mắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Hai quả phạt 11m đã bị thủ môn trẻ này ngăn chặn trong những vòng đấu vừa qua ở V-League. Trận đấu có lẽ sẽ phải gián đoạn ít phút sau sự cuồng nhiệt và có phần quá khích của các cầu thủ viên Hải Phòng. Những quả pháo sáng đã bị ném xuống sân. Nhưng hãy cùng xem lại tiếng này với một phán đoán có thể nói là cực kỳ chuẩn xác của Văn Toàn. Đối mặt với Oma, một trong những cầu thủ hàng đầu của V-League. Quả đá phạt góc của Đình Bảo. Fagan không vào. Nếu như không có những quả pháo sáng đã khiến cho hiệp 1 phải gián đoạn ít phút. Bóng đã chạm vào cột dọc khung thành của Văn Công. Nhưng với lực đi của trái bóng thì nếu như nó đi vào khung thành thì thủ môn của đội chủ nhà có lẽ. Văn Kiên. Xử lý rất hay. Cơ hội dành cho Osedi. Thành Lương. Thành Lương đi bóng nhưng không thể vượt qua được hậu vệ thứ hai của câu lạc bộ Hải Phòng. Chúng ta cùng xem lại pha xử lý của Thành Lương. Lần này thì người thực hiện quả đá phạt góc cũng sẽ là Đình Bảo. Không vào! Như vậy là bàn thắng được ghi cho câu lạc bộ Hải Phòng. Sai lầm của thủ môn Văn Công khi có một tình huống chọn vị trí không chuẩn xác. Sự bùng nổ của các cầu thủ viên Hải Phòng. Người ghi bàn là Hoài Dương. Tỷ số là 1-0 dành cho đội khách. Và lại có pháo sáng. Sự cuồng nhiệt như không đáng có. Các cầu thủ đang đứng ở khu vực mà có rất nhiều pháo sáng được ném xuống sân. Tỷ số là 1-0 dành cho câu lạc bộ Hải Phòng, rất bất ngờ. Và nó đến từ một tình huống cố định. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Một Văn Công đã chọn điểm rơi không chính xác. Và Hoài Dương có pha đánh đầu đập đất.
vượt qua chốt chặn cuối cùng của câu lạc bộ Hà Nội, đó là Văn Kiên, người đứng sát cột dọc. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng đã có bàn thắng. Tỷ số hiện nay của trận đấu là câu lạc bộ Hà Nội 0, câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng 1. Giờ nghỉ giữa hiệp. Hãy cùng xem lại một góc độ khác của bàn thắng này. Đứng trước quả đá phạt đang là Thành Lương. Rất nguy hiểm. Bóng vẫn chưa đi vào khung thành của thủ môn Văn Toàn. Phòng ngự của câu lạc bộ Hải Phòng đã chơi tốt và Văn Toàn thì cực kỳ xuất sắc. Oseni, và sẽ có thêm một quả đá phạt 14m nữa. Và lần thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay, hậu vệ của câu lạc bộ Hải Phòng để bóng chạm tay trong khu vực 16m50. Trước đó là Trịnh Văn Lợi và bây giờ là Hoài Dương, người đã ghi bàn thắng mở tỷ số của trận đấu này. Lần thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay, trọng tài Ngô Duy Lân chỉ tay vào chấm phạt 11m. Và Văn Toản liệu có lần thứ hai liên tiếp trong một trận đấu cản phá được quả 11m hay không? Văn Toản sẽ đối mặt với một chân sút khác cũng nằm trong top các chân sút tốt nhất của câu lạc bộ Hà Nội. Anh đã cản phá được Oma và bây giờ là Vũ Sam Sơn. Không mắc một sai lầm nào của Vũ Sam Sơn để có bàn thắng sang bằng tỷ số cho câu lạc bộ Hà Nội. Tỷ số được sang bằng 1-1. Bàn thắng thứ tư của Vũ Sam Sơn tại V-League năm 2019. Bây giờ thì tới lượt các cổ động viên của câu lạc bộ Hà Nội có câu ăn mừng. Hãy cùng xem lại quả đá phạt 10m của Vũ Sam Sơn. Bóng đi vào góc khó và cũng đã đánh lừa được thủ môn Văn Toản. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng và Chu Đình Nghiêm, và họ đều là những cầu thủ đã ghi bàn trên sân hàng đẫy ngày hôm nay. Với phản ứng của mình thì Vương Quốc Trung đã phải nhận thẻ vàng. Đó là thẻ vàng thứ hai của câu lạc bộ Hải Phòng. Rất hay pha qua người của Quang Hải và goal! Văn Toàn cũng giống như tình huống đối mặt với Thái Quý trong hiệp 1 đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Quang Hải cố gắng để đưa ra một tình huống dứt điểm bằng cú vẩy mang ngoài chân trái. Nhưng tốc độ băng già của Văn Toàn đã làm hẹp góc sút. Mọi người thấy là các cầu thủ khi được thay ra khỏi sân đều có những hành động hết sức fair play. Mbappe! Bóng không đi trúng khung thành của thủ môn Văn Công. Oseni, vẫn đang là Oseni. Chân trái. Bóng đi chạy qua dọc khung thành của Văn Toàn. Oseni đã dùng sức mạnh vượt qua hai hậu vệ của câu lạc bộ Hải Phòng. Rắn với câu lạc bộ Hà Nội đã khiến cho Hùng Dũng, Thành Lương và Quang Hải không có nhiều cơ hội thể hiện. Thì bây giờ vai trò của Oseni, của Hoàng Vũ Sam Sơn và Oma. Bóng vừa chạm đầu Oseni, Oma không đủ lực. Đúng là thành bại của câu lạc bộ Hà Nội ở mặt trận tấn công phụ thuộc rất nhiều vào Oseni, Hoàng Vũ Sam Sơn và Oma. Vẫn đang là Hoàng Vũ Sam Sơn. Văn Kiên. Tuyến hai. Không thể có được cú sút khi mà cao vệ của Hải Phòng áp sát rất nhanh. Thành Lương. Quá người. Thành Lương. Oma. Vẫn đang Oma. Vào. Bàn thắng thứ hai dành cho câu lạc bộ Hà Nội. Một khoảnh khắc mà phòng ngự của câu lạc bộ Hải Phòng đã lâm vào tình trạng rối loạn. Công đầu trong bàn thắng vừa rồi phải thuộc về Thành Lương, với kinh nghiệm của mình khi vượt qua được hậu vệ biên của câu lạc bộ Hải Phòng. Tỷ số của trận đấu hiện nay, câu lạc bộ Hà Nội 2, câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng 1. Hãy xem pha đảo người và vượt qua hậu vệ đối phương của Thành Lương. Hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hải Phòng chính xác là đã lâm vào tình trạng bị rối loạn sau một loạt những pha bóng diễn ra trong khu vực 16m50. Oma một lần nữa là người chuyền bóng để cho Hoàng Vũ Sam Sơn ghi bàn, giống với bàn thắng trên sân vận động Tam Kỳ của Quảng Nam. Oseni không về vị. Oseni chậm mất rồi. Oseni đã có được khoảng trống nhưng không thể tận dụng. Anh quá cầu toàn.
có lẽ là cũng ảnh hưởng bởi những tình huống dứt điểm một chạm trước đó không thực sự như ý. Mọi thứ đang thay đổi chóng mặt trên sân vận động Hàng Đẫy. Cự ly gần, hoàn toàn có thể tự tin tung ra một cú đá bằng chân trái ngay lập tức. Oceani cần phải hiểu rằng đây là một trận đấu mà các cầu thủ Hải Phòng luôn có những tình huống can thiệp và áp sát cực kỳ kịp thời. Cơ hội tiếp theo dành cho Ngũ San Sơn. Chưa có hat-trick. Thêm một cơ hội nữa bị bỏ lỡ. Một tình huống rất đơn giản. Và một lần nữa thì Oma Oseni với sức mạnh của mình tạo ra cơ hội cho người đồng đội. Tình huống tâng bóng là hơi mạnh. Gặp Becamix Bình Dương. Phá gan. Cơ hội tốt cho câu lạc bộ Hải Phòng. Dứt điểm. Không có gì là nguy hiểm đối với Văn Công. Người vừa dứt điểm trong tiếng vừa rồi là Lê Xuân Hùng. Không có lỗi về vị. Và va chạm giữa Đỗ Hùng Dũng và Văn Toản. Một ngày thi đấu tốt của Văn Toản. Nhưng anh có lẽ là cũng đã gặp nhiều khó khăn khi mà các người đồng đội ở hàng hậu vệ đã thấm mệt trong quãng thời gian thi đấu giữa hai cuộc thi. Sai lầm, cơ hội dành cho Quang Hải, tung vào lưới của Văn Toản và đó là bàn thắng khép lại trận đấu này. Quang Hải một lần nữa, Quang Hải lên tiếng và đó là bàn thắng thứ hai của Quang Hải ở mùa giải năm nay. Cầu thủ số 19, mọi thứ chấm dứt tại câu lạc bộ Hải Phòng ghi bàn cho cầu thủ bóng đá Hải Lên. Quang Hải lướt lên tỷ số của trận đấu hiện nay và tung ra câu lạc bộ Hà Nội 3, tung đông lưới của Văn Toản. Hải Phòng 1, 3-1. Là tình huống mắc sai lầm có thể nói là khó có thể chấp nhận trong bối cảnh mà trận đấu đang diễn ra ở những phút đá bù giờ. Lâm Quý là người đã để mất bóng và Quang Hải là người đã nhanh chóng trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự đối phương. Và trong tài chính, Ozzy Lân đã nổi còi kết thúc trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội kết thúc trận đấu tâm điểm của vòng đấu tỷ số là 3-1 với quốc gia với gặp phải phía câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và Hải Phòng đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu kịch tính, cảm xúc cả trên sân cỏ lẫn trên khán đài.